Novaland đã có lãi sau 2 quý lỗ nặng. Quý 3 năm 2023, Novaland đã có lãi dòng 137 tỷ đồng trong khi 2 quý đầu năm lỗ nặng. Đây là dấu hiệu tích cực cho doanh nghiệp cũng như cho cả thị trường bất động sản. Ngày 30 tháng 10, công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Nova, Novaland, mã chứng khoán NVL công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 với tổng doanh thu hợp nhất gần 1.074 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 137 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí, cung cấp dịch vụ của Novaland đạt 2.740 tỷ đồng nhưng vẫn lỗ dòng 958 tỷ đồng do ảnh hưởng từ 2 quý trước. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 2.292 tỷ đồng được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như Novago Phan Thiết, Novago Ho Cham, Aqua City, Farm City, Sài Gòn Rosal và các dự án bất động sản trung tâm khác, doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 449 tỷ đồng. Đến hết quý 3, tổng tài sản của Novaland đạt gần 249.322 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,3% so với cuối năm 2022. Hàng tồn kho ghi nhận hơn 137.594 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm gần 92,2%, tương ứng 126.818 tỷ đồng. Phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành, hàng hóa, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng. Trên báo cáo tài chính, Novaland ghi nhận 2.230 tỷ đồng doanh thu tài chính chủ yếu đến từ việc bán tài sản để tái cấu trúc nợ. Hiện các dự án của Novaland đang được quan tâm, tháo gỡ pháp lý. Cụ thể, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có công văn cho phép các bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh đối với các căn nhà ở thấp tầng thuộc phân khu Y và V, dự án Aqua City, tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, bán hàng đối với các hạng mục phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Các vướng mắc tại dự án Novago Ho Cham, Bà Rịa, Vũng Tàu cũng đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh thủ tục pháp lý, từng bước tháo gỡ khó khăn. Novago Phan Thiết, Bình Thuận đã hoàn tất điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 cho toàn bộ các hạng mục cho cả dự án. Tổ công tác của Thủ tướng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì cũng kết luận giữ nguyên chủ trương đầu tư theo quyết định số 934 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp tháng 4, 2019. Đồng thời, trong quá trình triển khai, nếu dự án thuộc trường hợp phải điều chỉnh chủ trương đầu tư thì chủ đầu tư sẽ điều chỉnh theo quy định. Đồng thời, tỉnh cũng đang tiến hành các bước pháp lý tiếp theo để điều chỉnh hình thức từ trả tiền thuê đất hàng năm sang trả một lần tại dự án. Các dự án trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng đã và đang được quan tâm nhận nhiều tín hiệu tích cực trong việc tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, thủ tục đầu tư. Phiên giao dịch sáng ngày 30 tháng 10, cổ phiếu NVL giảm nhẹ 250 đồng, nhưng sang phiên chiều đã bật tăng 350 đồng lên hơn 13.600 đồng mỗi cổ phiếu sau khi đón nhận thông tin kết quả kinh doanh khả quan.